quay video chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Mình không gửi xe nhưng mà mình vô cái cổng đó thì cũng phải mất 4.000 tiền vé gửi xe. Đó, toàn cảnh bến xe Phương Trang, bến xe miền Tây, xa cảng miền Tây đến cô chú anh chị các bạn ngày mùng 1 tháng 9. Giờ này là 2 giờ chiều nên bà con về quê cũng chưa đông. Mình nghĩ là khoảng 4-5 giờ đó, 4-5 giờ hoặc 6-7 giờ gì đó thì bà con sẽ đi ra bến xe rất là đông luôn. Mây lang thang thì hiện tại mình đang đi từ hướng từ Chợ Lớn để đi mình về bến xe miền Tây. Lâu rồi không ghé bến xe miền Tây thì hôm nay sẵn là ngày nghỉ lễ 1 tháng 9 nè, mình sẽ đến bến xe miền Tây để quay những hình ảnh ở bến xe miền Tây cập nhật đến cô chú anh chị các bạn luôn, để coi bà con về quê có đông không. Kinh Dương Vương
viên Phú Lâm. Công viên này mình đi ngang qua nhưng mà mình chưa có vô bao giờ hết. Chiều này còn đông dữ nữa. Phương Trang nè, quầy vé của Phương Trang. Mấy ông cò thấy tưởng mình mua vé để về miền Tây gửi xe.
kêu chỉ chỗ bãi gửi xe qua đêm, mình đi quay video chia sẻ mà, mình đâu có mua vé đâu, mình đâu gửi xe lại đâu. Đi vô đây thì gửi xe máy chỉ có 4.000 một lượt thôi. Còn mọi người có đến đây thì đừng có nghe những cái loại chèo kéo của mấy ông cò nha. Mình cứ vô bến mình gửi xe thôi. 4.000 một lượt thôi. Rất là nhiều xe Phương Trang rồi, quá trời xe luôn. Vòng qua đây rồi, chạy không vòng quay quay video chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Mình không gửi xe nhưng mà mình vô cái cổng đó thì cũng phải mất 4.000 tiền vé gửi xe. Toàn cảnh bến xe Phương Trang, bến xe miền Tây, xa cảng miền Tây đến cô chú anh chị các bạn ngày mùng 1 tháng 9. Giờ này là 2 giờ chiều nên bà con về quê cũng chưa đông. Mình nghĩ là khoảng 4-5 giờ đó, 4-5 giờ hoặc 6-7 giờ gì đó thì bà con sẽ đi ra bến xe rất là đông luôn. Để bắt xe đi về miền Tây. Có một số người thì hôm nay vẫn đi làm, nghỉ chỉ được thứ 6, thứ 7 chủ nhật thôi. Có một số người thì nghỉ được thứ 5, thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì đã đi có vé xe mà về rồi. Thôi, một vòng chia sẻ đến cô chú anh chị bạn hình ảnh bến xe miền Tây. Mình đi ra nha, chạy xe ra nha. Phương Trang là nhiều, đa phần mình thấy là xe Phương Trang. À, hồi nãy mà mình lủi vô đây luôn á thì là mình sẽ không có mất 4.000 vé giữ xe, nhưng mà người ta không cho đi vô, bắt đi đường bên kia đặng mua vé. Xe Hoa Mai này đi về Vũng Tàu. Đây thì quán nước là ngồi uống nước chờ xe, đến xe nào cũng vậy thôi. Đó, một vòng toàn cảnh bến xe miền Tây, hình ảnh bến xe miền Tây chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Thì đến đây thì video clip của Mai Lan Thang xin phép được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn vào những video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh Mai Lan Thang để theo dõi nhiều video clip hay.
hay ho thú vị của Mai Lang Thang nha các bạn.